Trước tiên là tôi sẽ reset lại Core Vista, và đầu tiên tôi sẽ kéo cái phần này xuống một chút để cho nó lên cái màu cyan mà tôi thích. Màu cyan bắt đầu xuất hiện ở trên cái áo của cô bé này. Nhưng mà làm thế nào để lấy được cái màu da này lại thì tôi lại phải vào phần secondary và tôi chọn lại kiểu khuôn mặt. Khuôn mặt này nó cũng bị dính vào một số những cái màu ở đằng sau góc này thì ta phải làm một vài những cái động tác để loại bỏ bớt những cái màu này đi. Lấy thêm một chút trên má, tăng gripping lên. Ok, bây giờ có vẻ chúng ta bắt đầu đã chọn được hết tất cả những cái khoảng trên cái mặt của cô gái này. Tăng phần mềm này lên một tí để cho nó đỡ bị vỡ. Ok, và bây giờ chúng ta có thể dùng secondary color correction để chúng ta chỉnh lại cái khuôn mặt. Tôi có thể dùng ngay cái thanh mid tone này để tôi kéo lại cái màu khuôn mặt một chút. Bởi vì là một bức ảnh không có da mặt thì nó là một bức ảnh chết, trừ khi các bạn làm phim kinh dị hoặc là phim hành động mà nó quá là kiểu chết chóc thì chúng ta quên đi cái da mặt. Nhưng mà một trong những bức ảnh mà muốn tạo ra cảm xúc và có nhiều sự sống thì da mặt của diễn viên phải luôn được đảm bảo, và hơn thế nữa nó sẽ bám theo đúng cái quy tắc của cái màu mà chúng ta đã chọn. Thì ở đây thì cái da mặt của diễn viên nó sẽ rơi vào tầm cái màu kiểu kiểu như này, mà nó hồng hơn một chút để nó đối nghịch được với cái màu cyan của cái áo. Ok, chúng ta không nên kéo quá nhiều màu da mặt lên như này thì nhìn nó sẽ rất là giả, và nhìn nó kiểu chỉ nên để hơi hơi một chút như này đấy. Và sau khi lấy được cái phần da mặt rồi, chúng ta có thể tăng phần da mặt lên một chút, cho bởi vì đây là một cái shot ngược sáng, thường thường da mặt sẽ lúc nào cũng sẽ hơi hơi tối. Chúng ta có thể tăng lên một chút thôi, đừng tăng nhiều quá, tăng nhiều quá nhìn nó giả và nhìn nó sến. Tăng một chút nhỏ nhỏ để cho nó, và khi mà tăng lên thì đồng nghĩa với màu sẽ nhạt đi thì chúng ta lại phải tăng thêm màu lên. Đấy, hiện tại như bây giờ thì nó đã bắt đầu nhìn vừa mắt tôi, và bây giờ tôi sẽ làm việc với cái phần cyan, tức là cái phần màu xanh của cái áo này. Thì tôi lại quay lại cái primary color correction đầu tiên kia, và tôi kích cái phần shadow dịch về phần cyan hơn một tí để sao cho nó lên rõ cái màu cyan hơn mà nó không bị ám lên mặt. Như thế này là các bạn đã nhìn thấy cái hiện tượng ám lên da mặt. Đấy, thì như thế này nó không ổn. Này mày kéo xuống một chút để làm thế nào mà nó vẫn lên cái cyan mà nó 100% đảm bảo không bị động chạm một tí gì đến da mặt của diễn viên. Ok, nếu mà tôi để nhầy sẽ bị hơi ám da mặt. Phần cằm này, phần gần má này, phần cổ này là bị xanh này. Tôi sẽ phải kéo xuống để triệt để các cái đấy. Ok, vậy thì kéo xuống thì bây giờ làm như nào để nó lên được rõ cái màu xanh? Thì chúng ta sẽ đi vào cái phần master để chúng ta chỉnh tổng thể những cái kết quả mà chúng ta vừa chỉnh ở primary và secondary. Và phần master và cái phần master hue saturation. Trong phần hue saturation với cả lightness này thì chúng ta có thể vào phần blue để chúng ta kéo cái phần blue này lên. Như các bạn có thấy tôi đang kéo phần saturation của blue lên và nó đang dần dần nó lên. Đấy, thêm vào đấy kéo thêm phần cyan. Kéo thêm phần cyan lên thì nó sẽ làm cho những cái tông màu ở trên khung hình nó sẽ đậm hơn, nó sẽ nhìn ra cái phần cyan.
Nhưng thực ra thì trong trường hợp này tôi sẽ không tăng cyan lên mà tôi sẽ để nó hơi hơi một phần đen nó như này chứ nó không xanh lên như kiểu như kia. Và tôi lại quay lại cái phần primary đầu tiên, tôi giảm nữa đi. Và tôi tắt cái này. Ok. Hiện tại là bây giờ tôi đã tạo ra một bức ảnh mà nó có da màu da cam, có áo màu xanh và không làm ảnh hưởng gì đến các cái tông khác ở trên khung hình. Đấy, và bây giờ thì cái bức ảnh này nó sẽ có một cái vấn đề là ánh sáng nó không có sự sắp đặt. Ánh sáng nó quá là ngẫu nhiên. Vì vậy thì chúng ta phải làm như nào? Tôi sẽ quay lại phần Mojo để tôi cho cái bức ảnh này nó ấm lên một chút. Đấy, để nó ra được cái phần tông màu nâu. Sau khi mà tôi đã chỉnh hết tất cả những cái kia rồi, tôi sẽ quay về Mojo, tôi cho warm lên một chút để nó tạo ra cái màu mà mật ong. Thường thường quay một cô gái thì nó phải vàng, nó phải kiểu óng, ánh sáng nó phải mật ong, ngọt ngào như mật ong. Thì đấy là lý do mà cái bức ảnh nó phải ấm lên chứ nó không được lạnh đi. Tôi có thể điều chỉnh phần saturation của bức ảnh bằng cách là blick nó ít hay blick nó nhiều. Đây là blick ít này thì bức ảnh nó sẽ nhiều màu lên này. Rồi tôi càng ngày tôi càng blick nó đi thì nó sẽ bắt đầu nó có biểu hiện nó nhạt đi. Ok. Bây giờ tôi sẽ làm một cái động tác là thay đổi ánh sáng của cái shot này. Tôi sẽ thả thêm vào một cái Core Restart nữa. Và tôi sẽ skip phần primary, tôi không động vào phần primary, tôi nhảy thẳng vào secondary. Tôi sẽ tạo một cái rectangular mask, tức là một cái phần để chọn. Và tôi sẽ invert nó, tôi đảo nghịch nó và tôi sẽ chỉ điều chỉnh những cái phần xung quanh này thôi. Khi mà chọn rectangular rồi invert nó thì các bạn sẽ điều chỉnh cái phần ở bên ngoài. Thì phần bên ngoài đầu tiên tôi sẽ dùng mid tone tôi kéo xuống để cho nó tạo một cái chút không khí về ánh sáng nó thay đổi một chút. Giảm một tí highlight. Đấy, và tôi sẽ phân tích cái khung hình. Cái nguồn sáng của khung hình này thì nó sẽ bắt nguồn từ cái phần góc này, tức là từ phía trên là phía mặt trời nó chiếu ngược vào gáy của cô gái này. Bởi vì tôi nhìn thấy có cái ven ở đây, nhưng ánh sáng ven này tôi biết được ánh sáng nó bắt đầu từ đâu thì tôi sẽ đặt cái này nó rơi vào tầm khoảng như này. Nó sẽ hợp lý về ánh sáng mà cái mắt người người ta nhìn người ta vẫn ok. Và sau đó tôi sẽ muốn kéo mặt cô gái này sáng lên một chút thì tôi lại phải thả thêm một cái Color Vista nữa vào. Nhưng mà các bạn nên cẩn thận, nếu máy các bạn không mạnh thì các bạn không nên thả quá nhiều những effect vào như này vì sau khi mà render thì các bạn sẽ vỡ mồm. Cái thứ hai này thì tôi sẽ không dùng rectangular, tôi không dùng hình hình chữ nhật mà tôi sẽ dùng một cái hình bầu dục. Mà tôi không invert nó mà tôi chỉ điều chỉnh những cái phần ở bên trong của cái hình này thôi. Ở bên trong này thì tôi sẽ lia cái máy của tôi đến cái đoạn ngược sáng, cái đoạn mà contrast nó bị hỏng nhiều nhiều nhất. Tức là ví dụ như đoạn này. Tôi sẽ kéo phần mid tone lên một chút để cho mặt của cô bé này sáng lên, giống như kiểu có một cái phản quang hắt vào đây. Nhưng khi mà kéo lên thì nó sẽ có hiện tượng là phần tóc của cô bé nó sẽ bị mất contrast, mất tức là contrast nó bị mất, nó bị phẳng ra. Thì tôi sẽ phải vào phần density để tôi kéo nó xuống một chút. Khoảng một chút xíu, nếu mà quá nhiều thì nó sẽ thành bết và nó sẽ mất chi tiết của phần tóc, nhìn nó sẽ rất xấu. Chỉ nên một chút. Vì dù sao đây cũng vẫn là một cái shot ngược sáng mà nó sẽ vẫn bị mất chi tiết một cách tự nhiên. Ok, thế này nhìn có vẻ ổn ổn. Ok, và tôi sẽ cho cái phần mặt của cô bé này ấm lên một chút nữa. Đây là một cái động tác lần thứ hai để lấy lại cái skin tone, tức là cái màu màu da ấy. Tức là khi mà chỉnh cái phần ấm này ở trên khuôn mặt như này thì nó chỉ có tác động vào cái phần này thôi, chứ nó không tác động vào phần khác. Đấy, và sau đấy tôi sẽ
nhân đôi cái layer này lên, cái effect này lên bằng cách control D hoặc là Apple D ở trong Mac, control D, thì khi mà nhân lên thì nó sẽ sáng hơn, nhưng mà mình không cần thiết là nó phải sáng đến mức như vậy. Tôi có thể di chuyển cái vừa nhân này lên, dịch ra đây để cho nó sáng ở cái phần đằng sau, cho nó có cảm giác như ánh sáng ở đằng sau chiếu vào. Và bây giờ thì tôi thấy cái bức ảnh của tôi khá là hoàn thành. Cái shot này của tôi nó đã gần như là nó hoàn thành. Ánh sáng nó di chuyển, chi tiết nó cũng không đến mức bị quá mất. Và tôi vẫn có những cái chi tiết. Có thể tôi sẽ quay lại cái phần layer thứ hai này để tôi cho nó tối hơn một chút nữa. Để tạo ra một cái không khí. Ok, bây giờ chúng ta có thể xem lại những cái gì mà chúng ta đã làm bằng cách select tất cả những cái effect và bật lên tắt đi. Thì trước tiên là chúng ta đã thay đổi lại được cái tông màu của bức ảnh, và những cái tông màu này bây giờ càng ngày nó càng gọn gàng hơn. Trên trên bức ảnh này nó có màu xanh và màu đỏ, màu da cam. Những cái màu mà đối nghịch lẫn nhau, và ở đằng xa chúng ta có nhìn thấy một chút green, một chút những cái màu xanh lá cây, mà nó xanh lá cây theo kiểu phim nhựa chứ nó không rất nó không rực lên như là video, thì nhìn nó sẽ rất cảm xúc. Ngoài ra thì cái tông màu nó không bị chỉnh theo kiểu thương mại, tức là cái phần cyan nó được cố định vào cái áo này thôi, nó không bị ám ra mặt hay là không bị ám vào cái phần màu đen của tất cả các cái khoảng khác ấy. Ok, và sau đây thì chúng ta có thể cho thêm cái effect vào để tùy khẩu vị của mỗi người. Cá nhân tôi thì tôi rất hay dùng effect hạt sạn của phim nhựa, thì các bạn sẽ dùng một cái effect tên là Magic Bullet Loop. Loop thì trong này khi tôi thả vào đây thì nó chưa có cái sự thay đổi gì, nhưng khi bấm vào Edit thì nó sẽ mở ra một cái interface của Loop. Thì vào thì sẽ chọn phần Post ở trong Loop, và đầu tiên là thả vào đấy một cái phim grain. Thả cái phim grain này vào thì các bạn nên để 100% để monitor cái hạt sạn 100% này. Thì theo khẩu vị của tôi, thường thường tôi để mặc định là 5%. Có nhiều người người ta thích nhiều hơn, có vẻ quá nhiều. Có nhiều người thì có thể chỉ để 2. Nó cũng có sạn, nó chỉ hơi hơi sạn một tí. Khi mà hình ảnh nó chuyển động, những hạt sạn này nó sẽ chạy 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 nhảy nhảy nhảy, thì nhìn nó sẽ rất là cảm xúc. Thường thường tôi sẽ để khoảng 2,5. Còn các bạn thích sạn màu hay là sạn đen trắng thì tùy, cái này không quan trọng. Tôi hay để màu cho nó giống phim nhựa. Bấm ok. Đấy thì cái bức ảnh sau khi đã có một cái effect lúc vào thì nó có những cái hạt sạn, nó sẽ tăng thêm những cái chi tiết của những cái phần bị cháy. Ví dụ trên bức ảnh này có những cái đoạn này này, đây chỗ này này là chỗ bị cháy này, nó sẽ trắng phớ này. Hay là một số những cái đầu của cái ô tô này, vì đặc tính của kỹ thuật số nó rất là dễ cháy, thì cái phần hạt sạn này nó sẽ một cách nào đấy nó sẽ giúp những nhà làm phim kéo lại những cái chi tiết đã bị cháy mất. Và tiếp theo đấy thì tôi sẽ có một cái effect tên là phim damage. Phần phim damage này khi mà thả vào thì nó sẽ tạo ra cho bạn một cái tông màu vàng vàng sẵn, mà chúng ta không cần sử dụng cái tông màu này. Tắt phần màu đi này, tắt color on đi, tắt phần gain đi. Gain này là cái hạt sạn của cái plugin này, nó không đẹp bằng hạt sạn của cái plugin kia thì chúng ta không dùng. Và cái phần xước phim thì cái này thì tùy mỗi người, nhưng tôi thì trong trường hợp này tôi không dùng. Tôi chỉ để cái phần hair với cả phần dust, tức là phần tóc bị dính vào các cái phim nhựa, vào những cái phần mà bụi bẩn trên cái phim nhựa.